Xin chào cô chú anh chị và các bạn, mời mọi người cùng Vân đi ra thu hoạch xà lách ha. Hôm nay Vân hái xà lách với là nhổ củ cải Việt với củ cải đuôi gà của Hàn Quốc ha. Vân hái ít xà lách này vô lát chấm thịt khó, nhổ cái củ cải vô Vân khó thịt luôn. Vân thì không thích ăn thịt khó củ cải đâu, nhưng mà chồng Vân thì thích ăn kiểu đó. Bên này cũng lạ, không biết bị gì chứ sao ta có bùn lốm bên này ta. Những cái ngon ngon mình ăn, cái nào mà hơi xấu thì mình bỏ xuống làm phấn á. Đại ca nhà vẫn chơi cũng ít con đây là ít ăn rau. Ăn bỏ bắt từ cái gốc vậy ạ. Vẫn gieo cái hạt thu lưu á mọi người, hay là còn gọi là tăm bóp á. Đợt từ đấy thì quá trời luôn mọi người, vẫn trong á, vẫn ướm ở trong kia lên nhiều lắm. Bỏ này góc này. Để cho nó có thêm tí nữa là vẫn bắt đầu vẫn nhổ ra vẫn cấy. Đợt này vẫn trong cái củ cải Hàn nó nhánh có ghế mọi người. Tại mày hôi vẫn không hay bỏ phấn. Từ khi trồng khi vẫn ngủ lên vẫn bỏ phấn còn lần lên lâu to. Đợt này vẫn bắt trước theo nhà được em làm cà chua bên đây này. Rồi một tuần vẫn tưới phần lần. Nên là giờ tốt lắm. Củ nhanh to ghế luôn. Đây, để vẫn nhụ cái bên này. Vẫn chuẩn bị hái cái bộ công anh này được bá phơi tiếp mọi người. Vẫn phơi thì cho đứa em mình vì bị tuyến giáp mọi người. Uống phơi là chứ mình không bị gì mình uống nữa mọi người. Vẫn phơi cho một đứa thì bị tuyến giáp, còn đứa thì cũng bình thường thôi. Hai đứa em thì Tết vẫn đưa về dưới nhà cho hai đứa uống. Vẫn từ đợt nó mới gọi là mùa này vẫn chưa hề uống luôn. Hôm nào vẫn hải vô vẫn phơi vẫn nấu uống. Từ đợt ấy giờ vẫn toàn ăn sống không à. Cái lá non như này ăn sống ngon này, còn cái lá như này là ăn hơi đắng nhá. Vẫn đang trồng rau tiền vua của Đài Loan á. Rau tiền vua đó thì nhiều loại lắm. Của Việt Nam mình thì là hình gọi là rau diếp á, nhưng mà không bự giống như kiểu là của Đài Loan hoặc là của bên Trung Quốc không á. Còn là vẫn được, nhưng mà của bên Đài Loan hôm bữa vẫn được vẫn mua mà cái loại xanh á thì trồng thì bự nhá. Còn là cái nhỏ á, cái cây màu tím á, là trồng cái nhỏ lắm. Còn cây của Hồng Kông hôm bữa vẫn trồng thì cây to mọi người, cây ủ ngu luôn. Còn một loại thì vẫn trồng của gọi là diếp Lào, ngoài bà ngoại gửi vô cho họ. Cây không bự đâu, mình chăm mấy chăm cây cũng nhỏ nhá. Đây, chỗ này là vẫn trồng củ cải sánh đường á mọi người. Ở bên này bây giờ vẫn đi nhổ cái củ cải hẹ đuôi gà ha. Đây có mấy củ đây vẫn nhổ cho lát ra cho trong vẫn ấy luôn, để vấn đề cái máy sao ta. Vẫn quay giờ là tắt nắng, lúc này vẫn quay trời đang nắng ha. Giờ là tắt nắng rồi. Đây vẫn nhổ. Mọi người củ nó như này. Rồi vẫn qua bên này vẫn nhổ đấy nè. Rồi to giống như là củ đầu luôn mọi người. Gọi là củ sắn ở trong miền Nam, còn ngoài Bắc với ngoài miền Nghệ An vẫn hay gọi là củ đầu ha. Củ bự lắm rồi mọi người. Cái củ đó kỳ mấy luôn đó.
đây bên bên trong này vẫn còn trong ấy luôn nha, cây vẫn thỉnh nhổ, cái củ vẫn thỉnh nhổ coi ha, sao cái củ này màu tím ra đây. Ui đây mọi người, đuôi gà đó. Hôm bữa là vẫn trồng cây cây này trước. Ui, vẫn nhổ luôn đấy nha. Đây nhỏ nhỏ. Vừa vẫn trồng cây đó trước xong vẫn chưa thể lên thì vẫn đi vẫn nhổ, à, vẫn trồng cái cây luôn. Đấy, cây này chắc non ha mọi người ha. Vẫn nhổ non non luôn. Vẫn đi qua bên này. Trong cái cải thảo này là trong Tết á, nhưng mà phải xiếng bắt xấu, xấu nhiều lắm. Ôi, có củ đang nhọn. Nhỏ to gì chứ vẫn nhổ để cho cái cải thảo lên ha. Đây, vẫn qua. Củ đuôi xấu mọi người. Ui, gian ăn trong lòi này. Ngày nào vẫn đi bắt đó. Nên là người ta trông nhiều là người ta phải xịt nha. Về mình ăn mình phải kỳ kỳ chút ha. Chứ không xịt là cây xấu mà lại hư hết cây á. Đây này, đó. Xấu đúng mọi người, xấu năm trăm nè. Chứ mình đi mua mà củ cây 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 mà xấu xấu á thì chê, chứ không ai mua để bán mất giá mọi người, nên là người ta mới phải xịt thuốc để mình ăn mình kể chút. Chứ vẫn trồng đấy thì cái đứa em mà trồng cà chua bên này này vẫn cũng cho rau ăn á, chứ nhà bên ở trong đâu có ấy đâu. Ôi xấu da ơi, xấu này. Đây giống như họ trồng ăn á, họ trồng vườn riêng nha, không trồng chúng đâu, chứ không phải là vẫn nói xấu nhà vườn đâu. Vẫn hồi xưa giờ vẫn không biết đâu, nhưng từ khi mà vẫn lên vẫn ở trên này á thì vẫn mới biết. Nhưng mà cái súp lơ vẫn nghe đứa em đây trồng trồng bán cà chua này thì cà chua cũng xịt ghê lắm nhá. Nhưng mà cái gọi là cái gì đó, cái gì nó vẫn vừa mình nói vẫn nói mà vẫn quên, cái súp lơ là nó xịt từ đầu cho đến khi bắt đầu ra bông là người ta không xịt xịt vô thổi bông, còn phải cái kia ra người ta xịt. Cái cải thảo này không vừa đẹp lắm mà sao giờ xấu đáo xấu đơn đó mọi người. Đó, vẫn nhổ được cái này, mấy cái củ này non non mới ngon này, chắc mấy cái củ này bự này là già rồi đó. Đây, vẫn khỏe về mọi người. Cái củ cải Hàn Quốc vẫn mới trồng. Ôi củ bự cho bá lửa luôn. Làm sao vẫn vui cắn được ta. Chỉ gầm thứ này. Đây mọi người. Đó bự chưa. Nhìn trong vi ố thì thấy chắc nhỏ này. Nhưng bên ngoài bự lắm. To hơn cái tay vẫn rồi. Này. Đây mấy cái củ này thì vừa vừa này. Mấy cái củ này thì to hơn củ cải Việt mình này. Phấn trông như này kịp Tết đó mọi người. Cái này đấy đẹp chưa. Vẫn nhổ mấy cái củ cải Việt Nam của mình ha. Hôm bữa vẫn nhổ rồi mà mấy củ này chưa ra củ á, vẫn để lại đây. Nó to cho mọi người. Củ này chưa. Ở trong này khó thịt thoải mái luôn rồi mọi người. Bên này hai trái dấu chín này ha mọi người. Đây bên này thì dấu Hà Ná ha. Cái loại này thì ngọt lắm mọi người. Nhưng mà cái hột bên trong này, hột đây thì là màu đỏ ha. Còn dấu đây vẫn mua cấy mua vẫn không biết tên gì đây. Bữa họ nói mà vẫn quên.
phân trong được 5 mấy rồi đấy. Đây, còn cái hạt bên này thì là màu xanh, còn bên này thì là màu đỏ ha. Để bật nè, phần hải bên này hai trái đã vẫn không quay ha, vẫn chỉ quay đó thôi. Phần hải bên này thì ô trời, xấu xấu gì xấu ăn mọi người ơi, đang ra ấy khổ ghế, đang làm xanh xanh như này này đó, gương gương như này là bắt đầu là xấu vì là ốc sên nán này. Còn cái này là hôm qua vẫn trùm lại thôi, vẫn rất có trái đây, nhưng mà còn con ốc sên hay con sấu gì ăn đó mọi người. Này, cho vẫn hái cái trái này ha. Đang ra quá trời mọi người. Này, đẹp chưa? Họ đang ra đây đây luôn. Đây vẫn hái mấy trái ca đây luôn. Đây cái này là lứa thứ hai ha mọi người ha. Đây. Con đầu kia thì vẫn hái nhiều lần. Đây. Lứa thứ hai này được 3 trái, hôm bữa thì được có 1 trái. Vẫn hái với cái trái cà chua bét này ha. Đợt này cũng chưa chín đỏ giống như mấy đợt trước, nhưng mà vẫn cũng phải cắt hết mọi người. Vậy chứ chung này thì vẫn chưa cắt, nhưng mà cắt này thì đấy như trước này. Đây đông nó vẫn cắt tiếp ha mọi người, trên đây này, đưa đi trên cao này, vẫn bỏ cái máy xuống đây đó, cắt kiểu trên này, xấu ăn mà vẫn chưa ấy là trái nó bị thối đó mọi người. Đó. Cho mọi người coi cá trái cây của Vân ha. Cá trái cây thì vẫn trông hay lắm. Mỗi năm lên được cây. Gieo hạt thì nhiều mà lên thì lên được cây gì đó mọi người. Vân quay đang nắng biết mọi người thấy. Đến nay là bắt đầu chín rồi mọi người. Bắt đầu vàng vàng. Đây bên này. Có thể giữ đây nữa này. Cái này là ăn ngọt lắm mọi người nhá. 4 trái này, có 3 trái này đang xanh ha. Bên dưới kia có 2 trái nữa. Thì vẫn ra cái máy xuống chút, mình quay cho mọi người coi ha. Quay xa cho mọi người gì coi. Thì vẫn quay trời đang nắng. Thì vẫn quay phải quay đang nắng cái này mới kịp được á. Lát được vẫn hơn con quá nhiều thứ. Bây giờ cái da có xấu mọi người. Hèn gì mà cần thấy thì thấy ăn cái lạ cái ảnh xấu á. Vẫn nhìn xấu ra vẫn cứ. Ra nhận đến đâu là bo đến đâu nó quả đó, quả thế nó quá trời luôn mọi người. Đấy ra chưa? Thì Vân hái cái trái bên dưới này trước ha. Ra nó dễ rụng lắm mọi người, đồng cái lá rụng á. Vân hái bên này. Vân hái được 6 trái thôi. Đây, có mấy cái trái này thì chăm chín đó. 3 trái này thì chín ha. Thế này mới bắt đầu này. Chuẩn bị giờ trở đi là có cá ăn mọi người. Đây. Đó, màu đẹp chưa? Mấy trái cá cherry vẫn hài luôn này. Khô cái cây luôn mọi người. Đó, hái được 3 trái. Mình cắt mấy cái măng thôi nha mọi người. Ơi lên kinh khủng chưa? Cái đâu hôm qua vẫn cắt là vừa này. Hôm nay lên gấp đôi rồi mọi người. Hôm bữa là vẫn để cây da mài không ra măng á,
giờ Vân cắt hết mấy cái da này đi rồi là bắt đầu này ra món. Đó, hôm qua là đang Vân cắt người này này, hôm nay ra gấp đôi. Giờ mình muốn ăn được cái này mọi người, đây lấy cái dao bào hết cái vỏ này thì bên trong ăn được ha, còn mà để như này là không ăn được. Ôi, ớt lên quá trời. Vân cắt cái trái mướp này luôn thì Vân phải bọc lại ha, không bọc lại là không có được đẹp như này đâu mọi người, không bọc là ruồi vàng chấm bé bé đó. Cái này là lúc sáng Vân mới mở ra đây. Đây, bên cạnh này Vân phải bọc đây. Đợt này Vân hái được con trái, cắt được trái. Con thì đang còn nhiều ở trên ấy lắm, giờ Vân đi hái cà chua ha. Vân cắt cái trái bí đỏ này ha. Cái trái bí đỏ này thì da đẹp á, nên Vân để làm giống ha. Hôm bữa đến giờ Vân chưa ăn được cái trái da nào luôn mọi người, cho hết rồi. Bây giờ Vân phải lấy cái trái da này lấy hột làm giống á, không thì ra không có hạt. Rồi, đẹp ghê mọi người, đẹp ha, không bị một cái vết nào luôn á. Bí đỏ này ăn dẻo ngon lắm mọi người. Vẫn còn trái bí đỏ nằm ở trong này nè mọi người, khô giấy thôi mà vẫn thấy cái trái này chưa vàng bằng cái trái lúc này vẫn cắt đó. Mấy cái trái này thì vẫn cùng cứ phải bọc lại á. Đấy, bây giờ phía trên này là bắt đầu ra như này là ngày mai vẫn phải bọc lại này. Cái không bọc là không được ăn. Cái loài bí này đó mọi người thấy cái giấy hình ta ăn hết trên đó chưa? Mà bắt đầu ra mầm mới hình này có trái tiếp á. Vẫn khỏe thanh quả, chiều hôm nay vẫn đi thu hoạch được là một ít xà lách, mướp, măng tây, bí đỏ. Bí đỏ này thì hai loại ha mọi người ha. Đài này thì khô giấy thì vẫn cùng hải vẫn bị hải vô ha, nhưng chưa ra bằng cái này. Đài này thì ra hơn thì vẫn làm giống ha. Ít dâu tây, cà chua bét, ta trái cây, củ cải này củ cải Việt, còn bên này là củ cải Hàn ha. Nhưng mà sao lại lạc ngoài vô cái củ cải tím như này, đây là củ cải đuôi gà ha. Đấy, nhưng mà cái chỗ này là vấn đề giống như gọi là quả lừa lừa thi ha mọi người ha. Ở giống y chang cái củ sắn hay con gọi là củ đầu ha. Đây. Vẫn thể bên Hàn Quốc á, người ta trồng giống như kiểu là cái khí hậu người ta ấy hay sao mà người ta trồng lên đà lắm mọi người. Thế này đây là vẫn mới trồng ha, cái nhỏ vẫn cũng nhổ luôn, vẫn trồng có ít à. Ôi, cây này thì gấp mấy lần, cây này thì cố chắc vẫn làm kim chi, cây này thì vẫn chưa ăn sống, phần chứ thì Hàn Quốc ăn sống không biết là có ăn được hay không, vẫn không biết luôn. Còn cái củ cải kia ăn sống ngon lắm, vẫn vừa vẫn nhổ chưa hết, vẫn còn trừ là mấy cây chưa ấy củ á, bây giờ vẫn ấy thì lát cho chồng vẫn khó thịt ha. Vẫn xin kết thúc video đấy, vẫn cảm ơn chú quý anh chị và các bạn đã có hết video của Vân. Mọi người yêu mến kênh Vân thì cho Vân xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ Vân. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video sau. Bye bye.